vai chỉ 23 nông dân. Bây giờ để đẩy nốt con hiêu vai sang với Hồng Anh xem thế bài như nào. Có quả phụ hiêu về hơi xa một chút, có lẽ trận thi đấu đầu tiên tay chưa được thực sự dẻo. Và tiếp tục đến với Gunny. Bên kia một hit rồi một cái gì đó nữa thì cũng chưa rõ. Như vậy là hit về Egypt. Thôi rồi, 2-3 đồng dân. Cân đôi đến phút thứ 16. Cho Hồng Anh bắt đầu đẩy cung R. Như vậy là ổn. Với khả năng đánh cung R thì Hồng Anh hoàn toàn có thể thi đấu với bên kia Egypt hay là Hitty. Thì Hồng Anh cầm Baby được xem là kèo cân. Nếu ở bài được xem là ngang phèo. L và M. Gấp rút thiết kế. Bài kích 9. Đến từ game thủ Gunny. Rồi, cố gắng nhét nông dân ở phía trong một chút nữa để có thể cho được 5 nông dân vàng. 6 thì là khéo nhất nhưng thôi, 5 cũng ổn thôi. Rồi, tốt rồi, như vậy là đã xong ở bãi vàng. Hai chiếc be đầu phía bên kia là xong. Một ruộng và bắt đầu đẩy giò. Những thao tác tay rất nhanh đến từ game thủ Gunny, nhập cuộc với một tư cách khẩn trương. Tiếp tục vẽ ruộng và quay. Vẽ rất nhanh dành cho he he. Vẫn vậy thôi. Phong cách quen thuộc. Phong cách đến từ game thủ he he. Và bây giờ thì chéo sang nhà của game thủ Van Lớp. Đây rồi. Như vậy Van Lớp là người đánh chém. He he là người đánh cung. He he là người cầm hit thì phải. Egypt đánh chém. Giáp được nâng trước. He cũng ép đời tương đối tốt. Một bài khá giàu. À không, Van Lớp không chạy giò, để giò nhà thủ. Tơn đầu tiên. Bãi vàng của văn thủ Van Lớp, bãi vàng rất xấu. Bây giờ chọc quấy nông dân ăn vàng của văn thủ Van Lớp. Công giáp đầy đủ. Hơi khó chịu với con giò của Van Lớp. Nhưng rồi, vậy được chiếc E rất thành công. Nhưng He cũng là người khá nhanh tay. 2L vắt đều đến từ game thủ Gunny và bắt đầu đẩy những tơn đầu tiên. Phía trên có ruộng, vị trí có thể đi được. Đây màn hình máy của game thủ Hồng Anh. 27. Và bây giờ đẩy con tê ra, dịch lên phía trên một chút nữa là gặp mỏ vàng như đây rồi, nông dân. Gặp ngay con lạc đà, thôi kệ thôi. Bây giờ thì đến với tiếp tục với Gunny, lọt vào phía trong nhà của thủ he. Lọt vào phía trong nhà he cũng vừa có bánh xe thôi. Nhưng đây là một tơn mà he rất mất lực. Yếu đi rất nhiều sau tơn này. Và những tên mà game thủ Gunny sóc siêu siêu đều hai nhà BL. He đang cảm thấy buốt giá với game thủ Gunny ở những tên lạc đà đầu tiên. Và bây giờ thì cũng có vài con cung R bắt đầu nở ra. Nhưng Gunny đang chiếm hoàn toàn lợi thế với những con lạc đà của Seng đang ồ ạt vào nhà game thủ He. He bây giờ chạy dần còn chả được, lấy tay đâu mà điều cung R. Thế còn Hồng Anh ở đầu phía bên này thì như thế nào? Tham lai cũng 35 dành cho game thủ Hồng Anh. Và bây giờ thì nhà cũng đã tương đối kín. 2S ở phía trong ăn một cánh rừng dừa, ăn một cánh rừng thông, tạm thời là như vậy. Và bây giờ thì tiếp tục đến với màn hình máy game thủ Gunny. Timeline 32/40 đang chém xối xả và he, quyết định đi sai 1-0 ở trong trận thi đấu đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây thôi.